Chào các em nha. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong bài luyện tập trung trang 77, 78 sách giáo khoa môn toán lớp 3. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng, nhớ là chúng ta có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài nha. Rồi, nếu các em đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú, đó, bài của chúng ta đây. Bài thứ nhất này, họ cho mình một cái bảng như thế này. Bài yêu cầu mình hoàn thành vào những cái chỗ còn trống. Vậy thì trong cái bài trước chúng ta đã biết được tích, đúng không? Tích này, tích thì sẽ bằng thừa số nhân với gì? Nhân với thừa số, đúng không? Vậy thì bây giờ thừa số sẽ bằng cái gì? Vậy thì giờ muốn tìm thừa số thì lại bằng tích chia cho cái thừa số còn lại nha. Được chưa? Đấy. Vậy ở đây chúng ta có hai thừa số thứ nhất, thừa số thứ hai và tích này. Và bây giờ nếu tính thừa số thì chúng ta sẽ lấy tích chia cho thừa số còn lại hoặc thừa số đã biết. Được chưa? Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ áp dụng này. Thừa số này, tích này. Vậy thì ở đây rõ ràng tích sẽ bằng thừa số nhân với thừa số, tức là 3 2 4 nhân với mấy các em? Nhân với 3, đúng không? Rồi. Vậy thì sẽ bằng 3 nhân với 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6, nhớ 1 bằng 7. 3 nhân 3 bằng 9. Vậy kết quả chúng ta đây sẽ là 972. Đúng không? Rồi. Bây giờ chúng ta đến cái cột thứ hai. Chúng ta lại có tích, có thừa số và tìm thừa số còn lại. Vậy thì muốn tìm thừa số thì chúng ta lại lấy gì? Lấy tích chia cho một thừa số đã biết. Vậy đây chúng ta sẽ có tích là 972 chia cho cái thừa số đã biết ở đây, tức là chia cho 3, đúng không? Rồi. Các em sẽ chia này. 9 chia 3 bằng 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Hạ gì? Hạ 7 xuống. 7 chia cho 3 thì được 2. 2 nhân 3 bằng 6. 7 trừ 6 còn 1. Hạ mấy đây? Hạ 2 xuống. 12 chia cho 3 thì được 4. 4 nhân 3 bằng 10. 12. 12 trừ 12 hết. Vậy kết quả đây sẽ được là 3. 2. 4. Được chưa? Đó. Và nếu em nào mà tinh ý thì chúng ta không cần phải chia, đây nó chỉ đảo nhau thôi, đúng không? Rồi. Ta đến cái cột thứ 3 này. Có tích thứ nhất là 150. Tích thứ hai là mấy? Là 4. Và chúng ta sẽ nhân thôi. 4 nhân 0 bằng 0. 4 nhân 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2. 4 nhân với 1 bằng 4, 4 nhớ 2 bằng 6. Vậy kết quả đây sẽ bằng 6 rồi. 600. Rồi. Vậy thì ở đây không cần phải thực hiện phép chia, các em nhìn đây các em biết chắc chắn đây sẽ bằng bao nhiêu? 150. Đúng không? Đó, quá dễ rồi. Được chưa? Đấy, bạn đã xong bài số 1 nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với bài số 2. Bài số 2 thì yêu cầu mình đặt tính rồi tính. Được chưa? Chúng ta sẽ phải đặt tính ở đây thôi. Ta có bốn cái phép tính. Câu A. Sáu, tám, bốn. Chia cho 6 nào. Chia cho 6. Được chưa? Rồi.
chúng ta sẽ chia tuần tự 6 chia cho 6 thì được 1. 1 nhân 6 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ gì? Hạ 8 xuống. 8 chia cho 6 được mấy em? Cũng chỉ được 1 lần. 1 nhân 6 bằng 6. 8 trừ 6 thì bằng 2. Hạ mấy? Hạ 4 xuống nào. 24 chia cho 6 được 4. 4 nhân 6 bằng 2. 24. 24 trừ 24 bằng 0. Như vậy phép chia của chúng ta 6, 8, 4 mà chia cho 6 thì chúng ta sẽ được kết quả là 1, 1, 4. Được chưa? Xong câu A nhé. Chúng ta đến với câu B này. 8, 4, 5. 8, 4, 5 chia cho 7. Thực hiện phép chia này cho 7 nha. Các em nhớ phải dùng thước kẻ, bởi vì thầy làm ở đây mang tính biểu diễn. Có thể có lúc thầy sẽ kẻ, có lúc thầy sẽ không kẻ. Và nếu mà các em không kẻ thì bị giáo viên của các em bắt lỗi về trình bày nha. Chia cho 7 nè. 8 chia cho 7 được 1. 1 nhân 7 bằng 7. Được chưa? 8 trừ đi 7 thì bằng 1. Được chưa nào? Hạ gì? Hạ 4. 14 chia cho 7 được 2. 2 nhân với 7 bằng 10. 14. 14 trừ 14 bằng 0. Hạ mấy đây? Hạ 5 xuống nè. 5 chia cho 7 thì được 0. 0 nhân với 7 bằng 0. 5 trừ 0 bằng 5. Như vậy đây là phép chia có dư. Đúng không? Thì 8, 4, 5 chia cho 7 sẽ bằng 1, 2, 0. Và dư mấy các em? Dư 5. Được chưa? Rồi, xong câu B. Chúng ta đến với câu C này. Để gấp lại nha. Và quay đây đi. Câu C. 6, 30. 6 nè. 3, 10. Chia cho 9. Chia cho 9 nè. 6 không chia được cho 9, phải lấy 2 chữ số. 63 chia cho 9 thì được mấy em? 7 đúng không? 7 nhân 9 bằng 6, 63. 63 trừ 63 bằng 0. Được chưa? Hạ số gì? Số 0 xuống. 0 chia cho 9 được 0. 0 nhân 9 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Vậy kết quả của chúng ta 6, 3, 0 chia cho 9 thì sẽ được 7, 7, 10. Rồi, đến câu D này. 8, 4, 2 chia cho mấy? Chia cho 4. Rồi, 8 chia cho 4 thì được 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Hạ gì? Hạ 4 xuống. 4 chia cho 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Hạ gì? Hạ 2. 2 chia cho 4 được 0. 0 nhân 4 bằng 0. 2 trừ 0 bằng 2. Vậy thì đây là phép chia có dư. 8, 4, 2 chia cho 4, các em sẽ được kết quả là 2, 1, 0 và dư mấy? Dư 2. Được chưa? Rồi, ta đã xong bài số 2 nha. Rồi đến bài số 3 nè. Một cái cửa hàng, bài số 3 họ cho
một cửa hàng có 36 máy bơm. Người ta đã bán 1/9 số máy bơm. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm? Đó. Có tổng cộng là 36 máy bơm. Đó, được chưa? Đã bán này. Đã bán bao nhiêu? 1/9 số máy bơm. Và hỏi còn lại bao nhiêu? Hỏi là còn lại bao nhiêu máy gì? Máy bơm. Vậy thì để giải được cái bài này, rõ ràng là các em phải tính cái số gì? Số máy bơm đã bán này thì mới tính được số máy bơm còn lại, đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành giải nha. Giải chúng ta sẽ đặt lời giải đầu tiên là gì? Số máy bơm đã bán, đúng không? Số máy bơm cửa hàng đã bán là, đúng không? Đấy, đây là tìm phân số của một số, thì chúng ta sẽ lấy số đó, tức là 36, chia cho số phần, tức là chia cho 9. Thì 36 chia cho 9 thì bằng mấy? Bằng 4. Đơn vị là máy gì? Máy bơm. Rồi, vậy thì bây giờ có 36 máy, đã bán được 4 máy, vậy thì số máy bơm còn lại thôi. Quá dễ rồi, ai làm được, đúng không? Thì số máy bơm cửa hàng còn lại là, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ lấy bao nhiêu? Tổng số máy bơm 36 trừ đi cái số máy bơm đã bán, tức là trừ đi 4. Thì 36 mà trừ đi 4 thì còn bao nhiêu các em nhỉ? 30, 32 máy bơm. Và đáp số là còn lại 32 máy bơm. Xong chưa? Bây giờ chúng ta đến bài số 4 nha. Bài số 4 nào. Thì cho mình hàng ngang thứ nhất là số người ta đã cho. Hàng ngang thứ hai là thêm. Các em nhớ thì thêm thì chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Thêm thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Thêm 4 đơn vị này. Hai là gấp này. Gấp thì chúng ta sẽ làm phép tính nhân. Bớt đi. Bớt thì chúng ta sẽ làm phép tính trừ. Đúng không? Và giảm đi 4 lần. Giảm thì sẽ là chia. Giảm lần thì sẽ là chia, đúng không? Rồi. Vậy bây giờ ta áp dụng ở đây 8 mà thêm 4, tức là sẽ bằng 8 cộng với gì? Cộng với 4 thôi. Vậy thì 8 cộng với 4 sẽ ra số bao nhiêu các em? 10, 12. Rồi, bây giờ 8 mà gấp lên 4 lần, tức là sẽ bằng 8 nhân 4. 8 nhân 4 sẽ bằng bao nhiêu các em nhỉ? Bằng 30, 32. Giờ bớt đi 4 lần. Bớt thì là trừ. Vậy thì đây sẽ là 8 trừ 4. 8 trừ 4 bằng 4. Và giảm thì sẽ là 8 chia cho 4. 8 chia cho 4 thì bằng 2. Đó, quá đơn giản rồi, đúng không? Tương tự như vậy thì ở đây số 12 thêm 4 đơn vị, tức là 12 sẽ cộng với 4 này. 12 cộng với 4 thì bằng 10, 16, đúng không? 12 gấp lên 4 lần,
là 12 nhân với gì? Nhân với 4. 12 nhân 4 các em sẽ bằng 6 gì? 60 thôi. 12 giảm bớt đi 4 đơn vị, tức là 12 trừ 4. 12 trừ 4 thì bằng 8. Rồi, giờ 12 giảm 4 lần là 12 chia 4. 12 chia 4 sẽ bằng 3. Đó, quá dễ rồi đúng không? Rồi tương tự như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có này. 20 mà thêm 4 đơn vị, tức là 20 cộng với 4 sẽ bằng 2. 24 này. 20 mà gấp lên 4 lần, tức là 20 nhân với 4 sẽ bằng 8. 80. 20 bớt đi 4 lần, tức là bằng 20 trừ 4. 20 trừ 4 bằng 10, 16. 20 giảm đi 4 lần, tức là 20 chia cho 4 sẽ bằng 5. Rồi. Tương tự 56 mà thêm 4 đơn vị thì sẽ bằng 6. 60. 56 mà gấp lên 4 lần, tức là bằng 56 nhân với gì? Nhân với 4. 6 nhân 4 24, viết 4 nhớ gì? Nhớ 2. 5 nhân 4 20, 20 nhớ 2 là 22. Vậy kết quả đây sẽ là 224, đúng không? Gấp lên đúng không? 56 bớt đi 4 đơn vị, tức là 56 trừ 4. 56 trừ 4 sẽ bằng 5. 52. Được chưa? Rồi, bây giờ 56 giảm 4. 56 mà giảm 4, tức là 56 chia 4. 5 chia cho 4 được 1. 1 nhân 4 bằng 4. 5 trừ 4 bằng 1. Hạ 6 sẽ bằng bao nhiêu? 10. 14. Ở đây sẽ bằng 10. 14. Được chưa? Tiếp theo, 4 này thêm 4 đơn vị, tức là 4 cộng 4 sẽ bằng 8. 4 gấp lên 4 lần là bằng 4 nhân 4 bằng 10. 16, đúng không? 4 này bớt đi 4 đơn vị, tức là 4 trừ 4 thì sẽ bằng 0. 4 lại giảm đi 4 lần là 4 chia 4 sẽ bằng 1. Được chưa? Rồi, vậy thì bài số 4 chúng ta thực hiện xong nha. Để sang bài cuối cùng, bài số 5. Đồng hồ nào có hai kim tạo thành góc vuông, góc không vuông? Đó, hai cái kim mà tạo thành. Vậy các em đã được học là về góc vuông rồi đúng không? Góc vuông tức là gì? Cái góc được tạo thành bởi hai cái đường thẳng vuông góc với nhau, đúng không? Hai đường thẳng mà vuông góc đây. Đây, ví dụ đây là gì? Góc vuông này. Góc này nó có vuông góc không? Không. Vậy thì ở đây, bài số 5 ta có ý thứ nhất nè. Đồng hồ có hai kim tạo thành góc vuông. Đó là đồng hồ nào? Đồng hồ gì? Đồng hồ A. Được chưa? Rồi, giờ có hai kim tạo thành góc không vuông thì sẽ là đồng hồ còn lại thôi. Đồng hồ có hai kim tạo thành góc không nhỉ? Góc không vuông. Hai kim tạo thành góc không vuông sẽ là đồng hồ B và đồng hồ C. Đúng không? Đấy. Xong. Quá đơn giản đúng không? Đấy.
như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái bài luyện tập chung. Và các em nhớ là trước khi chia tay hãy chia sẻ video giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều những bạn đang học trong lớp nha. Rồi, tạm biệt các em.